Cụ thể, tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành bê tông nhựa lớp trên ngày mùng 5 tháng 5, sân kẻ đường và giải phân cách dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4 này. Điểm nổi bật của dự án là việc nhập nhiều máy móc từ châu Âu và Mỹ để phục vụ thi công. Trong đó đáng chú ý nhất là máy trộn bê tông nhựa chuyên dụng của Đức giúp tăng tốc độ thảm, có thể thi công làn 8m so với công nghệ cũ chỉ thực hiện làn 4m. Ngoài ra, công nghệ mới còn giúp tiết kiệm nhân công và giảm chi phí vận hành dự án cao tốc nha trang cam lâm về đích trước hạn được xem là điểm sáng ở lĩnh vực giao thông trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm chậm trễ kéo dài